Ui giời, gì này? Ui giời, anh Tiến ơi, anh Tiến ơi, đợi em chưa lên bà, anh Tiến. Ui, từ từ. Vâng, một cái tình huống mà tranh thủ đèn đỏ để đồ ở trong cốp thế, nhưng mà đèn xanh xanh thì phải đi thôi chứ. Tối con này về vợ chồng lại cãi nhau to đấy chứ này. Anh Tiến à, tối nay về này ngủ đất rồi. Ui giời, gì này? Ui bà chị. Bà chị đi đứng nào bà chị. Ui ui ui. Một cái tình huống giao thông mà não hết cả đầu, dứt hết cả đầu với các chị chứ nè. Vâng, chào mừng các bạn đã đến với series những tai nạn ngáo nhất hành tinh phần 29 với phần bình luận của Ừ Thì Xe. Video thì mang tính chất giáo dục để mọi người tham gia giao thông một cách an toàn hơn. Các bạn hãy nhấn nút like, rồi nút đăng ký, rồi nhấn nút hình quả chuông để xem được những cái video mà nó hay ho và mới nhất nhé. Ui giời, cái gì này, tình huống gì đây? Ui giời, hai xe này định thi gan cùng tuế nguyệt à? Ôi lùi rồi, xe CRV Honda đen lùi rồi. Vâng, các bạn vào bình luận cái tình huống này cho tôi. Xe đen là không còn cơ hội mà sửa sai nữa rồi, hai xe nó kẹp như thế này thì thôi lùi thôi. Vâng, nếu mà tình huống ở đây là đường một chiều ấy thì xe khách thì sai, nhưng mà ở đây có thể là tôi nhìn là hình như là đường hai chiều đây này. Vâng, tuyệt vời, hết cả giao thông rồi. Vâng, tình huống tiếp theo gì đây? Trước mặt chúng ta là một con xe con và một con xe tải, để xem chuyện gì xảy ra nào. Những cái cung đường mà như này là có nhiều cái tình huống nó bất ngờ lắm. Vâng, xe đen xe con tăng tốc rồi, xe tải ui rồi ơi. Vâng, xe tải đã chuyển làn nhưng mà không chuyển, không xinh nhan xinh nhủng làm gì, không cần thiết. Thích chuyển là chuyển thôi mà không thèm nhìn gương hậu luôn hay sao chứ. Chuyển là chuyển một phát luôn, chịu ông rồi, 89C tuyệt vời. Vâng, những cái tình huống như thế này thì chúng ta phải giữ khoảng cách an toàn rồi chứ còn chịu rồi. Vâng, chúng ta cũng đến với một tình huống trong đô thị. Vâng, tuyệt vời, xe con màu đen Toyota. Vâng, ông chuyển từ cái làn bên phải này, các bạn nhìn này, ông chuyển một phát ông chuyển sang cái làn bên kia, mà hình như đây là cái làn đường đi thẳng đó, ông này rẽ đấy hả ông, tuyệt vời rồi. Ông rẽ đấy ông phải đi sang cái làn bên trái thế này, và kể các thứ nó rõ ràng như thế này rồi mà thế nào chịu rồi. Vâng, chúng ta cùng đến với một đoạn đường. Vâng, tàu hỏa. Có tàu hỏa đi qua mà đèn đỏ nó đã nháy rồi, barrier thì đi xuống rồi. Vâng, tuyệt vời, anh định làm gì đây? Vâng, một đồng chí, à đây là một chị. Vâng, chị nó dò chị qua rồi, tuyệt vời. Ôi trời, đèn đỏ barrier thì bị dừng lại đi, không học luật giao thông đường bộ à? Thấy dao cắt mới được. Vâng, lại một cái anh trai gì đây? Vâng, anh ngó rồi. Nhưng mà anh này được biết dừng lại thế là tốt. Vâng, một anh xe trắng mũ đen. Vâng, ông qua rồi. Ui trời, tàu nó phi kìa. Ui trời, để cho các bạn xem lại, xem đếm xem bao nhiêu giây là 1 2 3 4 5 6 7. Ui trời ơi, chỉ có 7 giây thôi, nhưng ông đi lên đường tàu mà ông dính cái gì lại thì trong 7 giây thì thôi hỏng hết bánh kẹo rồi. Các bác rút kinh nghiệm nhé. Đấy, cho tao đi qua an toàn có sao đâu. Thế mà cứ phi ra xong là có chuyện xảy ra thì này bảo tại số. Ông ngồi ông bắt lưỡi, ông trà dư tử hậu cả ngày mà một xíu ông cũng không chờ được. Nhiều khi tính lạ lắm, cứ thích vừa đèn đỏ vừa đường tàu phải chịu. Vâng, chúng ta cùng đến với một tình huống tiếp theo. Tình huống gì đây? Ui giời, con xe khách này tuyệt vời, một pha quay đầu chết là tuyệt vời. Cái vạch vàng ở giữa này, ông làm gì ông được quay đầu ông đè lên này thì tôi cũng chịu ông rồi. Thế nhưng mà thôi, em là người giao thông văn minh lịch sự thì em nhường chứ. Chịu thôi đấy các bác ấy, em đi chậm em nhường một tí chả làm sao cả. Chứ ông xe khách này là đi sai rồi. Ui giời, ông đè vạch kìa. Vạch vàng ấy, vạch vàng này là không được đè đâu các bác nhá. Mà không biết đây có biển cấm quay đầu hay không, chắc là không, nhưng mà ông đi thế thì chịu rồi. Ôi cái gì đấy?
Ui trời cái gì này? Ui trời. Vâng. Ui trời ơi, tuyệt vời, dừng trên cầu vượt. Rồi các em lại trao đổi văn hóa thông tin, văn hóa phẩm cái gì đấy. Sao lại có những cái người nó này thế nhỉ? Chịu rồi. Vâng, chúng ta cùng đến với một tình huống có gì đấy. Rồi. Này quay đầu trên cầu à? Quay đầu ở trên cầu này chứng tỏ mình ngầu đấy. Tuyệt vời. Vâng, một tình huống mà đây là xe taxi SM, xe điện của VinFast đây này. Vâng, theo dạo này tôi thấy mấy ông taxi SM này ngáo lắm. Chắc là toàn lái mới đi chứ. Xe VinFast thì xịn mà thế nào mấy ông này toàn mấy ông lái ngáo. Rồi chúng ta đến với tình huống tiếp theo đi. Hôm nay nhiều tình huống náo đầu thế nhỉ? Úi trời ơi. Dừng ở đấy để cho người đi bộ thì tôi cũng chịu ông rồi. Úi giời, một cái hành động mà coi thường tính mạng, làm mà không an toàn về giao thông không có văn minh. Phê bình cho ông xe trắng nhá. Rồi, gì nữa đây? Vâng, để xem là chuyện gì xảy ra nào. Ui giời, cái gì này? Anh chị đi đâu đấy? Anh chị đi đâu đi ngược chiều này? Yêu đương nhăng nhăng nhít nhít là mặt vênh lên là chả biết đường nào với đường nào. Con đường nào cũng là con đường tình yêu. Yêu đương mà nó giả lắm này, giống như thằng Edit của em ấy. Gì này? Ui giời, con xe tải này. Vâng, máy này em bị chậm chứ không thì này toàn hoách ra rồi. Nhưng mà tình huống này bình thường, tình huống này có gì đâu. Mình còn phải giữ an toàn, giữ khoảng cách an toàn mới để xe đi núi cơ mà. Xe đi rừng này thì được cái gì? Ông đã muốn rẽ phải nhưng mà ông dừng luôn. Ui giời, gì nữa đây? Ui giời, sập xình thế nhỉ. Và hằng ông mòn hết cả quả lốp rồi. Tuyệt vời, đi thế thì hỏng hết cả la răng. Rồi một tình huống trên cầu, giống cầu Thanh Trì thế nhỉ? Ui giời, cẩn thận kìa, cẩn thận. Ui giời ơi. Vậy là va chạm rồi. Tình huống mà hết sức là đau đầu. Vâng, xe con đi này thì xứng đáng thôi. Vâng, xe người ta to như thế này mà ông, nhưng mà xe tải có vẻ đi hơi lấn sang làn này nhỉ. Nhưng mà cái xe con ấy đi không chịu nhìn để ý gì cả. Chắc có định chuyển làn hay thế nào đây. Do các bác cũng rút kinh nghiệm những tình huống như thế nhé. Vâng, trước mặt chúng ta là một chiếc xe container. Ui, vâng, một hành động cực kỳ là đẹp của bác xe công tenor bên tay phải. Bác định vượt lên và tôi đã quyết định là nhường đường cho bác. Vâng, tuyệt vời. Khi mà lái xe thì chúng ta có những cái hành động văn minh như thế thì nói chung là ấm lòng lắm các bác. Đây, để tôi cho các bác xem lại nhé, có nhiều bác chưa biết đâu. Đây này, cái bên xe container bên tay phải này có ý định là vượt lên nhưng mà khoảng cách đang không đủ an toàn. Bác giơ tay ra đấy các bạn thấy không? Bác giơ tay ra xin đường, vâng em nhường đường cho bác này. Đấy thì bác đang chỉ vào cái đồng hồ đây này, ý là nếu bác đang vội, bác 50h này, vâng em cho ngay, cứ cái gì đâu đấy, văn minh lịch sự này. Các bác xem, ừ thì xe đấy, lái xe nó phải như thế, vội làm cái gì? Chúng ta nhường nhau một tí để giao nó thông chứ, cần giao mà tắt thì đây làm gì. Rồi chúng ta cùng đến với cái tình huống tiếp theo đi. Ui giời, chúng ta đến với một vòng xuyến. Ui giời, cái gì này? Ui giời ơi. Vâng, đây là một cái tình huống mà theo như cái con mắt mà những cái kiến thức nông cạn của tôi thì hình như là xe ben đang đi sai rồi. Vâng, cố dí xe con như này nhưng mà xe con đang tỏ ra là không nao núng. Vâng, một ý chí rất là kiên định, không khuất phục. Rồi nghĩa cái xe ben này là đi sai hướng này này mà vẫn cố ông dúi lên nhé. Chịu ông rồi. Vâng, bác xe con mạnh mẽ lên, bác đi đúng rồi, bác sợ cái gì. Vâng, tuyệt vời, bất cố đi. Vâng tuyệt vời, xe con đã lùi mà không cho xe ben tiếp tục mắc sai lầm. Chịu rồi, ông xe ben đi này, tôi chịu ông rồi. Tuyệt vời, những cái tình huống giao thông mà hết sức là đau đầu.
Thôi nhưng mà phải về thôi chứ, cứ đứng đây xem về vợ là chửi cho nhé. Đi làm về muộn này hết hơi. Đi làm mà về muộn là nó cứ tưởng mình đi bổ bịch thì lại chết dở chứ nè. Đối với em ấy thì vợ là địch, bổ bịch thì là quân ta, chiến tranh xảy ra thì ta lại về phe địch. Nhưng mà ở trong lòng địch thì ta lại nhớ quân ta. Rồi em nói chơi thôi chứ. Đấy nhưng mà đường xá các bác nhìn này. Đấy giờ tan tầm mà các ông đi làn bên kia, các ông lấn sang làn bên này này. Em thì em chả có vấn đề gì đâu. Thế nhưng mà các bác đi như thế này thì ách tắc hết cả giao thông rồi. Thế xong em về muộn thì vợ em nó lại chửi cho nhé. Đón con cái thứ về muộn thì nó lại tung bành cả nhà lên thì em hết hơi. Đấy các bác đi trong đô thị thì chú ý nhé. Dù là tắc đường hay như nào đấy, chúng ta cứ ngay hàng thẳng lối đợi chờ nhau mà đi chứ cứ lấn sang làn bên này đấy có nhanh hơn được đâu, vẫn tắc thôi. Tắc cả bên này cả bên kia, thế xong là đến ngã tư là cuối cùng là tắc tất. Thế là thôi. Mà nhiều bác thì ở công ty thì điều hòa thắng mát chơi đến tối về cứ giờ tắc tầm làm cái gì. Các bác chưa vợ ấy, chứ còn em có vợ em phải về ngay. Vâng, các bác xem ừ thì xe rồi thì hãy chú ý nhé. Vâng, chúng ta phải giao thông văn minh lên. Ê cô đưa anh điếu cày, anh bắn điếu cho người một mình buồn quá ấy. Nhà gần đường ấy, xe bóp còi to thế. Xe mới chả pháo ấy. Bóp còi giật hết cả mình. Đấy, thế nào mà mẹ suốt ngày đổ xăng ấy. Đi với mẹ ngày nào thấy đổ xăng. Chú ạ, mẹ con ngày nào cũng đổ xăng. Chịu chết luôn, chả biết đi đâu. Tôi thấy cái xăng thấy ngày nào cũng đổ. Đấy, trong trưa thì con đi về chứ. Này, ơi, ôi mẹ, ôi, quên con à. Ôi. mẹ gì mẹ quên cái con đấy, mẹ em ấy gì quên, con quên luôn. Vâng, chào mừng các bạn đã đến với series những tai nạn ngáo nhất hành trình phần 30 với phần bình luận của ừ thì xe. Video thì mang tính chất giáo dục để mọi người tham gia giao thông một cách nó an toàn hơn. Các bạn hãy nhấn like, nút đăng ký rồi nhấn nút hình quả chuông để xem những cái video mới nhất và hay ho nhá. Rồi cái tình huống gì đây, một tình huống trên đường vành đai à? Trước mặt chúng ta là một con xe trắng ấy, thế không giảm tốc độ à? Ui trời, cẩn thận kia, ui giời cái xe con, ui giời ơi. Vâng, chúng ta cùng xem lại tình huống. Nào vào một chiếc xe con thì nào vào đít cái ông bán tải. Vâng, tuyệt vời, đây chắc là một cái tình huống mà cái xe trắng này không tập trung máy xe rồi. Chắc là điện thoại điện thủng gì đây, nhắn tin nhăng nhăng nhít nhít gái gì đây này. Không để ý đường đây này, các bác đi xe chú ý nhé, dùng điện thoại là ít thôi. Đấy, cứ có tí gái mà dở hơi lắm. Mà dạo này thời tiết thế nào như chuyển dần sang đông rồi các bác ạ. Cây thì rụng lá, chó rụng lông. Nếu như hôm nay em có rảnh, chúng mình làm đứa có được không? Ui ơi, ui cái xe này, ui giời ơi, cái bác xe này sẽ gọi là xe cậu à. Thế mà ông dễ mà ông cha đi sinh ngàn gì. Tuyệt vời, sao lại có tình huống như thế nhỉ? Các bác lái xe chuyển hướng người sinh ngang cho người ta biết nè. Vâng, tình huống tiếp theo đi. Vâng, chuẩn bị đến giao lộ rồi, đèn đỏ rồi, thôi dừng lại thôi. Đèn đỏ rồi kìa, đấy dừng lại. Ôi trời. Thôi đây là bẹp hết cái đít xe rồi. Một pha dừng đèn đỏ nhưng mà chắc là xe sau không giữ khoảng cách an toàn đây. Dừng đột ngột quá đây. Thế là lại có một cái thiết kế mới. Chúng ta cùng đến với một tình huống tiếp theo. Một cung đường đồi núi đẹp quá. Ui đấy, ui giời, cái bác này quay đầu quay điếc thì chả sinh nhàn gì. Chịu luôn. Cái bác quay đầu chuyển hướng làn thì nó sinh nhanh cho người ta biết chứ nè, để người ta còn né chứ nè. Tuyệt vời luôn. Rồi một tình huống cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đây. Vâng, chúng ta vừa mới vào cao tốc để xem là tình huống gì xảy ra nè. Trước mặt là chúng ta là một con xe con một cam đang đi rất là dè dè. Không biết là có ý đồ gì đây. Để xem nào này, chắc là có. Úi trời ơi, tuyệt vời, ui xe đèn đã hết hồn. Vâng, quay đầu trên đường cao tốc rồi hả. Tuyệt vời xe cam. Ê trời ơi, ông mình đi ngược chiều lại luôn đi, sợ ông quá.
chắc là ông đi nhầm ở đây thế. Ông bây giờ ông quay đầu ra, một tình huống cực kỳ nguy hiểm. Các bác mà đi vào đường cao tốc mà nhớ đi sai thì thôi cứ đi thẳng nhé, không sợ lắm. Vâng, ngoài tình huống chỉ đây. Vâng, một chiếc xe Ben đi ngược chiều. Ui trời ơi, chịu với ông luôn. Rất đau. May là mình đi chậm mình còn né được chứ đi nhanh thì lại sang cát rồi. Vâng, một tình huống một chiếc xe con đi từ trong đây là trong khu vực hành chính hay cái gì đây, trường học thì ra đây này. Ui trời ơi, vâng tuyệt vời. Sao ra từ trong ngõ đi ra mà căng chuẩn thế chứ này, chúng ta cùng xem lại xem nào. Ui trời, đợi đúng cái xe con kia đi đến thì ông mới tăng tốc này. Đi thì vuông góc luôn nha. Tuyệt vời. Vâng, trong xe bị đâm là một chị gái bước ra. Vâng, ui trời ơi chị ơi, sao chị lại đứng trước đầu xe nó thế chứ, phải em chả dám đâu. Thấy này đi té thôi còn đứng ở trước đầu để chịu. Vâng, chúng ta cũng đến với một cung đường đèo. Chuyện gì sẽ xảy ra nào? Ui giời, cẩn thận kìa. Ui giời, vừa khít. Vâng, và chạm không? Vâng, rất may là chưa có va chạm xảy ra. Tuy nhiên là một tình huống mà cực kỳ nguy hiểm, vừa lọt khe luôn. Tuyệt vời. Một tình huống mà xe đầu kéo kia vượt đúng cái đoạn khuất không nhìn thấy, chỉ còn một xíu nữa thôi là xảy ra va chạm. Tuy nhiên là tình huống này rất may. Các bác đi trên những cái cung đường hẹp như này thì chú ý nhá, hạn chế vượt thôi. Vượt nhiều làm cái gì? Vượt mà những cái góc khuất thế này mà xảy ra cái gì thì có phải là đi tăng mất nguyên ngày không? Có nhanh hơn được đâu mà. Rồi, chúng ta cùng đến với một tình huống tiếp theo đi. Thế nào mà anh thấy xe chú xe bán tải nhưng mà yếu lắm? Ôi yếu là yếu thế nào chứ? Đây để em kìa cái thằng xe to này cho xem nhá. Anh nhìn chơi xem yếu, yếu là yếu thế nào đây, nhìn em thể hiện à. Cái ông xe bán tải này, xe ông thì có bé có tí mà ông kìa cái thằng xe to này, tôi chịu ông rồi. Vâng, cái tình huống mà xe bán tải không biết là ông đi đứng thế nào ở đây. Nhưng mà may, trường hợp này vẫn may chứ. Chứ không thì phải tăng hoác hết cả xe ra rồi. Đây chắc là không chú ý, chú ý giúp gì đây nè. Các bác đi xe thì chú ý nhé. Đi đường thì đúng làn đúng đường vào, đi chậm chậm từ từ thôi, chứ không việc gì mà phải vội cả. An toàn là trên hết, đi nơi về đến chốn nhé. Rồi một cái tình huống gì đây? Rồi xe nào chả phanh được. Thế để em giúp này. Úi trời ơi, ui xe con màu trắng này. Ui cảm động thế nhỉ, xe con màu trắng này lấy xe mình để cản cái xe đang mất phanh. Vâng, tôi đùa thôi chứ không biết là cái ông xe trắng này ông đi thế nào, ông này ngoảnh sang đây chứ này, chịu ông rồi. Vâng, một cái kết xứng đáng. Thế là tôi dê ông mất quãng đường như ít. Vâng, một cái tình huống hết sức đau đầu. Không hiểu cái ông xe con trắng này đi như nào đây. Tuyệt vời. Vâng, chúng ta cùng đến với một tình huống. Ôi em gái. Ôi giời, mình nhận được một tí mà em gật đầu chào này. Thích thật đấy. Ôi giời. Ôi giời. Ôi giời đấy. Chúng ta lái xe, các bạn xem. Ừ thì xe đấy, lái xe phải văn minh nên như thế. Nhận đường cho người ta, cứ mỗi một lần nhận là tôi này thấy vui vui chứ không có gì là bực dọc cả đấy. Các bác nhà chú ý nhé, thì gần chúng ta nên nhìn nhau xíu. Vâng, chúng ta cùng đến với một tình huống buổi đêm để xem có chuyện gì xảy ra nào. Đấy, dây trái. Để ý đường xá rồi, đúng rồi. Tuyệt vời. Đẳng cấp. Ôi giời ơi. Ôi giời. Vâng, ông cháu này gì nào này. Vâng, ông của trái ông đi kiểu gì. Không biết là giao thông kiểu địa phủ như nào đây. Mà cái thằng cô em tôi nào sai đi chợ mãi chả thấy về chứ. Đi để xem nó đi đâu nữa đấy. Cá thế nó về. Ôi trời ơi, ông cháu đây rồi. Đấy ông cháu thì hú hí em nào hôn hít hít gì ở đây này. Vâng, các bạn mà đi đến những ngã ba ngã tư này thì chúng ta nên giảm tốc độ đấy nhá. Chứ xe nào cũng phóng ầm ầm thì dễ xảy ra như này lắm. Vâng, tình huống tiếp theo đi.
Mà nào mấy bữa nay nói xấu vợ nhiều quá, nào nó sáng bạc tay em gần chết chứ nè. Nhưng mà không sao các bác ạ, ngày xưa sợ vợ là sai chứ bây giờ sợ vợ tao hoài nhất vùng. Ngày xưa sợ vợ là khùng như bây giờ sợ vợ anh hùng thời nay. Ôi ôi, con xe Ben này nào đi với bạn này. Nghĩ xe Ben đi bố não thế nhỉ. Ôi cứ giữ khoảng cách cho tí không này oan cha. Vâng, ông cháu đi lên rồi. Tuyệt vời. Để xem anh xe Ben này thể hiện cái gì nào. Tôi thấy ông này đi có vẻ ngáo lắm nên này. Xe đi to mà đi cứ luồn luồn lách lách, đánh trái đánh phải. Tuyệt vời. Để xem ông ấy thể hiện những cái điều gì tiếp theo nào. Đang kể chuyện vợ em nào sáng bật tay em gần chết đấy. Chung là các bác đừng nói xấu vợ như em nhé, đau đầu lắm đấy. Các cụ ngày xưa nhà mình đã bảo rồi, hôn nhân thì như một cuộc chiến tranh mà mỗi tối là chúng ta phải ngủ chung với kẻ địch ấy. Nói chung là rất đau lắm một cái con xe Ben này. Úi trời. Vâng, ông ấy lấn làn lấn đường thì các bác kẻ chồng nhỉ. Úi trời ơi, tuyệt vời. Sao lại đi bùa há bùa léo thế nhỉ? Cái loại này thì phải cho vào khai phong phủ cho bao chừng cậu đâu chạm đi thôi chứ nè. Đi bùa láo bùa léo. Chịu luôn rồi, chịu ông cháu này rồi. Ông ấy đi, ông ấy lấn làn, ông ấy đỗ ngay bên đường bên kia thì tôi cũng chịu ông rồi. Người ta đỗ đạc ngay hàng thẳng lối này mà một mình ông một lối. Chịu rồi. Rồi tình huống tiếp theo ấy này được cái ông cháu xe tải trắng này nữa. Ôi trời ơi. Gặp những cái ông tà ông cháu này đau đầu lắm. Thôi không biết. Tôi biết là ông ấy đi sai rồi. Thế nhưng mà thôi tôi lùi lại nhường một tí cho ông ấy đi qua đi cho nó đỡ. Chá bay đầu cũng phải tai. Thôi quyết định là lùi lại tí đi. Chứ tôi mà cứ gần lên đây thì ông ấy cũng chả đi được. Tôi sợ gì ấy, nhưng mà thôi nhường nhau tí. Mình tham gia thì xe thì mình tham gia giao thông nó văn minh hơn chứ. Chứ hơn thua nhau để làm cái gì đâu. Đấy thôi được rồi, được rồi. Đấy, anh lùi cho mày đi. Chứ anh mà rúi lên thì mày cũng làm cái gì đâu. Nói chung là khổ bà con ách tắc thôi chứ. Anh chả vội. Thôi được rồi, đi đi. Tuyệt vời. Đấy này được cái ông cái gì Isuzu này nữa này. Bạn vận tải cái gì này. Họ ăn sau chưa nhá. Tuyệt vời. Vâng, chúng ta cũng đến với một tình huống tiếp theo. À mà quay trở lại cái câu chuyện là các bác mà không muốn bị vợ oánh như em thì chúng ta phải chuẩn ngay từ cái bước đầu tiên, đó là cái bước chọn vợ. Các bạn phải có tiêu chuẩn đàng hoàng. Tiêu chuẩn thì các bác nên lựa theo cái tiêu chuẩn là phải biết đi chợ này, không được nói dài này, không được theo trai bỏ nhà bỏ cửa, phải biết sắm sửa cho chồng cho con, không được mắm con. Rồi là bồ bịch nhanh nhít. Vâng, trước mặt chúng ta là một đoạn đường tàu rồi, tàu đang qua thì chúng ta phải dừng lại thôi, chờ cho tàu qua rồi mình qua. Ơ kìa, cái gì này? Ui trời, ui giời, một ông lái xe đầu kéo. Ông cháu đi xe kiểu gì mà tôi đấy cứ tưởng tàu nó đang qua. Tuyệt vời. Ui ơi, thôi nên là sập đầu xe rồi. Vâng rồi, ách tắc hết cả giao thông rồi. Thì chịu rồi. Vâng, chúng ta cùng đến một tình huống tiếp theo. Tình huống gì đây? À, em gái có đường thì em đi đi, anh chờ được. Rồi. Đấy. Các bác lái xe văn minh như này có phải yêu không? Như này đi, chúng ta đi nhường đường, nhường nhau một tí. Cứ nhường là tôi thấy vui rồi. Đấy, trong ngõ cũng nhường luôn. Quan trọng gì đấy? Đấy, cu đi đi, cu vẫy tay. Cu chồng dễ thương thế, đi đi cu. Chú, chờ được. Anh cu nhìn yêu thế. Đấy, để xem có ai cần nhường đường thì mình nhường luôn nhé. Đi đường hay nhường lắm nhé. Ui, em gái xinh thế. Đi đi, rồi. Anh chờ em chờ cả đời rồi cơ mà, chờ cái tí là sao. Vâng, các bác xem thì xe thì có thể tham gia giao thông như này. Tôi thấy hết sức là dễ thương ấy. Ta nhường nhau tí, đỡ ách tắc. Đi em gái, ở đây là một em gái. Em đi đi em, sao hôm nay anh nhường đường cả ngày cơ mà. Vâng, mình rất ủng hộ cái cách lái xe của cái anh Tài này. Được.
nói chung là rất là ok, nó nhìn trông nó văn minh lịch sự ấy. Đâu xem nào, đây còn ai qua đường nữa không? Hai cô ấy qua luôn, chú nhận nha, đi đi. Đấy, đấy, thế có phải hay không nhỉ? Vâng, chúng ta cùng đến với một tình huống tiếp theo đi. Một tình huống rất là dễ thương. Ui gì này, ui trời, ui trời ơi, thế là va chạm rồi. Vâng, một ông cháu đi xe khách, ông ấy vượt ở cái cung đường khuất lối này thì chịu ông rồi. Mây mù thì răng lối mà ông vẫn cần chạy nhanh cho được thì tôi chịu. Nhưng mà cái anh xe ca này đi cũng hơi nhanh, tôi thấy nó hơi nhanh. Sao chú ý các bác tài nhé, những cái đường mà mây mù ở trên những cái cung đường đèo này thì chúng ta đi chậm thôi. Bật đèn sương mù cảnh báo các thứ đầy đủ lên nhé. Đi đứng đoàn hoàng vào thì được cái gì? Ui trời ơi, cái gì này? Ui gì này? Siêu nhân lá cây à? Vâng, mọi người thông cảm cho chị em phụ nữ nhé. Trời nó nắng nôi quá mà. Nhưng mà lần sau chị đội cái mũ bảo hiểm trùm kín vào là được mà. Đừng có dùng lá cây nguy hiểm. Vâng, chào mừng các bạn đã đến với series những tài năng nháo nhất hành tinh phần 31 với phần bình luận của người đi xe. Video thì mang tính chất giáo dục để mọi người tham gia giao thông một cách nó an toàn hơn. Các bạn hãy nhấn nút like, nút đăng ký rồi nút hình quả chuông để xem được những cái video hay ho nhé. Có đến 96% các bạn xem là chưa có đăng ký thì hãy đăng ký đi nhé. Rồi chúng ta cùng đến với một tình huống gì đây? Một chiếc xe con màu đỏ. Ôi trời, cái gì? Ôi trời ơi, thế là tông mình ít rồi. Mày đang đi, mình dừng lại. Mày đang đi, mày lại dừng lại làm tao phải đèn. Các bác có muốn xem nó gây cấn hơn không? Ê, 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 ê. Cái tên này có mở đến tối. Ui, ui, ui. Tối đến sáng sau luôn. Vâng, tuyệt vời các bác à. Đi xe thì nhớ giữ khoảng cách an toàn nhé. Chứ như này tôi thấy nhiều trường hợp lắm rồi. Rồi thì chúng ta cùng đến với tình huống tiếp theo đi. Một tình huống trên cao tốc. Vâng, xe tải xi nhan rồi. Vâng, xi nhan cái này dễ luôn. Này không gì. Vâng, tuyệt vời. Vâng, này xi nhan tiếp. Vâng, tuyệt vời. Úi giời, nhưng mà xe con không cho rẽ. Úi giời, chuyển làn rồi, không được rồi. Úi giời. Vâng, tuyệt vời. Úi giời ơi, thôi hỏng rồi. Úi giời ơi, mà chạm rồi. Tuyệt vời. Vâng, đây là một tình huống nhất cái thái độ đây. Nhưng xe tải đi đâu mà vội thế? Cái lành tránh vượt chuyển làn vượt ẩu khi chưa đủ bia, chưa đủ an toàn thế chịu ông rồi, xứng đáng. Nhưng mà bác xe con này cũng hơi nóng tính. Thôi quả này thì lại cùng nhau giải quyết thôi, mới làm sao chứ hả? Vâng, chúng ta cùng đến với một tình huống. Vâng, đường tàu chuẩn bị chạy qua rồi. Barrier thì đã được kéo. Ui giời, sao bà này ở đây này? Cẩn thận, ui giời. Ui giời, hỏng rồi. Đi nhanh đi tàu, người ta qua, chết rồi. Vâng, các bạn nhìn đằng xa kia này có hai bố trẻ đang đi sang đường kia kìa. Ui giời ơi, thế chịu rồi. Vâng, ông này lượn đi đâu đấy? Ui giời, tôi chịu ý thức luôn nè. Thế này xong thế nào để bảo tại số? Ba đi nghe người ta kéo rồi. Vâng, xe máy vẫn quà vẫn tấp lập lắm. Chả hiểu kiểu gì đây. Ui giời ơi. Ui giời ơi, nãy bao giờ không như này. Vâng, nói chung là đã được dọn sạch sẽ rồi. Bây giờ tàu qua thôi. Nhưng mà tình huống nó nguy hiểm quá. Không biết là tàu qua còn lâu không đây. À, chắc là tàu cũng gần đến rồi. Vâng, mắt kia giơ tay lên rồi. Ui giời, đây tao đây rồi. Vâng, tuyệt vời. Cái người tôi này, khi barrier người ta chuẩn bị kéo là tôi đã dừng lại rồi chứ. Còn lao qua để làm cái gì đâu. Nhiều bác ngồi uống cà phê trà đá, trà rêu tử hậu bắt lưỡi cả ngày. Đợi tàu có tí không được. Nó chịu. Các bác lưu thông gặp đường tàu thì chú ý nhé. Kể cả những cái đoạn tàu mà nó không có rào chắn thì cũng phải hạ lại thôi. Bao giờ hết đèn các thứ, hết cái tiếng còi báo thì chúng ta mới lại đi qua, có làm sao đâu. Em chả làm sao mà đợi tí chả sao. Đấy, nó an toàn. Nhanh một giây thì chậm cả đời. Bỡn nè.
Rồi thì chúng ta cùng đến với tình huống tiếp theo đi. Bây giờ là em nói cho anh biết là em có yêu anh không đây để anh biết đấy. Em chưa đủ tuổi để yêu. Thế bây giờ một là yêu, hai là xuống biển này, em chọn đi. Này này, em không nói anh xuống biển đây này. Thôi được rồi, thế cũng được anh ạ, thế yêu cũng được, thế còn nghe được thế này. Hăng một tình huống bác Fortuner này thể hiện cái kỹ năng gì đây, tuyệt vời. chịu bố trẻ rồi, may là xe cầu trước hay sao chứ quả đấy, chứ xe cầu sau thì lại ra biển rồi. Rồi chúng ta cùng đến với tình huống tiếp theo đi. Mấy cái video gần đây em nói xấu vợ nhiều quá, giờ căng thẳng lắm các bác ạ. Ra đường sợ nhất công nông, về nhà sợ nhất vợ không nói gì. Xong rồi mặt cứ thì nì, chỉ tình em nói rồi nó xông phi em giữa nhà. Sợ lắm các bác ạ. Chung nhà đọc đảo, ôi cái gì này, cái gì này, xem lại xem nào. Ui giời, cái cây gỗ này rơi ra giữa đường, cái cây này thì cây hàng hay sao của mấy cái bác container đây này. Ui giời, nguy hiểm quá. Các bác đi chú ý chằng chéo cho nó kỹ vào nhá, chứ không này sợ lắm, ảnh hưởng nguy hiểm đến các xe phía sau. Em đi ô tô thì hết hồn như này, mà em đi ô tô thì dính vào góc bác xe máy thì tình hình khả năng cao là vâng, các bác nhớ chú ý nhá. Rồi tình huống tiếp theo đi. Ui trời ơi, gì này, ui trời ơi, chị Vios này đi kiểu gì này. Trời ơi, cần cái lấy xe rồi. Trời ơi, đúng thật luôn. Chịu luôn nha, những cái đường đèo cái thích vượt. Nào nào nào, tất cả dẹp ra, cút cút ra để anh thể hiện nào. Anh chỉ làm một lần duy nhất nha, cái chú xem nhìn mà học hải đây này. Yep. Yeah. Úi trời, úi trời, úi trời. Đường đang thẳng thế nào, đi ông đi căng thế. Vâng, chúng ta cùng xem lại tình huống. Không biết là ông thế nào đây, buồn ngủ hay là thế nào đây mà ông lại phi hướng mương, ông lại phi sang ngã bên kia. Thế thì chứ ông rồi. Đây chắc là buồn ngủ đây, hay là nhắn tin cho gái đây. Có tí vitamin gái gú và này, cứ nhăn nhít nhít này, đi không nhìn đường ấy mà. Các bác chú ý nha. Vâng, chúng ta cùng đến với một tình huống giao thông. À, tôi định vượt đây nhưng mà cái bác xe độc kéo này nhá đèn vẫn còn nguy hiểm đấy, đừng có vượt. Vâng, cảm ơn bác nhá. Bác lái xe văn minh này, ai cũng thích, ai cũng yêu đấy. Đấy, có xe qua này, đấy là không vượt được này này. Rồi, đấy, bác nhá đèn như thế này là ok, chú vượt đi. Vâng, cảm ơn bác nhá. Đấy, chúng ta giao thông văn minh, phải con người văn minh nó phải như thế chứ. Đấy, cảm ơn bác tài nhá. Đấy, như thế, ai cũng yêu. Vâng, các bác xem ừ thì xe thì hãy like cho bác tài một cái. Đấy, giao thông văn minh nó phải thế này. Rồi chúng ta đến với tình huống tiếp theo đi. Tình huống đến giao lộ. Ui giời ơi, đèn đỏ cái ông xe bên này. Ui trời ơi, văn hóa quá. Tuyệt vời. Đi như này xong rồi, nỡ mà có cô cháu nào nó băng qua đường thì uỳnh một cái thì bảo đây tài xế nó bạc. Tuyệt vời, ông đi ông phóng vượt đậu đèn đỏ này chứ ông trời. Rồi tình huống tiếp theo. Các bác để ý là bên tay phải có một ông cô cháu đang nhoi nhoi lên kìa. Úi này, úi trời, úi trời, cố nhoi này. Giao thông là kiểu điền vào chỗ trống này mà. Vâng, ủi, 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 ủi. Thế là va chạm rồi. Vâng, xứng đáng. Trời ơi, cô cháu ra rồi. Ôi hỏng rồi. Các bác like để cứu lấy tính mạng của em nhá. Vâng, một phần là cái ông xe đầu kéo này biết thế rồi này còn cứ dúi lên làm cái gì. Vâng, chúng ta cùng đến với một tình huống tiếp theo. Chuyện gì xảy ra nào? Trước mặt chúng ta là một con xe con. Đường thì khá cũng không đông lắm. Nhưng mà chiếc xe đầu kéo ấy bác đi nhanh thế. Ui giời, trước mặt có xe máy kìa, ui giời, cẩn thận. Ui giời ơi, hết hồn, gì nữa đấy, ui giời. Ui giời ơi. Tuyệt vời. Bác xe đầu kéo này dọa con nhà người ta thế bà già ông chứ nị. Ui giời. Các bác ra đường nhìn 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 nhị nhị nhau một tí.
thế thì này chết. Đến giao lộ thì bác giảm cái chân ga nó xuống, chứ bác cứ phi phóng như điên ấy thì chịu rồi, biết làm sao giờ. Rồi những cái tình huống như thế này thì nói chung là người đi xe máy thì không hiểu ý, mà bác container thì cũng dở hơi lắm. Vâng, cái gì nữa đây? Ui giời ơi, chị đi chị không nó đóng cửa xe. Không biết là thế nào đây. À đây chắc là lấy gió ngoài đây. Chị mở điều hòa chị lấy gió ngoài đây. Không dùng gió trong, lấy gió ngoài cho nó mát đây. Tôi chưa bao giờ thấy ai lái xe mà lấy gió ngoài kiểu này. Thật vời. Vâng, chúng ta cùng đến với một tình huống tiếp theo. Tình huống gì đây? Trước mặt chúng ta là một con xe con. Xe đẹp thế nhỉ. Bây giờ mình mới mua được cái con xe đen đẹp này. Mình thích màu đen nhỉ. Hay này Mitsubishi à? Dạy. Cái xe đen vàng này. Ui giời ơi, bác Mitsubishi kinh ấy quá. Vâng, bác chặn đầu con xe đen lại rồi. Ui giời, sao cả một hàng này này. Mình hang xe ông dạy mà cái ông xe ben kia ông này thế mà già vậy đấy, nghe hang thẳng lối này. Vâng, bác xe con như em ủng hộ luôn, nhìn cho chừa đi chứ này. Vâng, chúng ta còn đến với một tình huống tiếp theo trên cao tốc. Trước mặt chúng ta là một chiếc xe bồn, rồi xe gì đây, cực lạc thêm hoa. Ôi trời ơi, vâng, một cái xe tăng lễ đây. Ôi giời, cái xe khách xe đỏ kia 51B kia. Ôi giời, cẩn thận kìa, đi là nào thế? Đúng làn đúng đường mà xem nào. Vâng, dễ rồi, chuyển làn rồi. Ôi giời ơi, vâng, tuyệt vời. Xe tăng mà còn dí thì xe gì mà không dí nữa. Xe tăng mà còn dí thì như ông chả ngại xe gì nữa cả. Ông nghĩ là qua cái quan tài di động rồi, ông còn sợ cái gì xe tăng lễ nữa. Vâng, tuyệt vời. Nói chung là rất đỏ lắm các bác ạ. Đi những cái cung đường mà gặp những cái ông thần như thế thì cũng đằng thôi. Thần đằng thôi. Thần đằng là thần đằng đấy. Đấy như em này, những đường xe tăng lễ. Vâng, chúng ta cùng đến với một tình huống gì đây? Xe sắp đường sắp thế. Ôi giời, chị này. Ui giời, cái bác xe tự chế này. Ui giời, phong cách đỗ này, cái đường như của nhà bác hay sao ấy. Vâng, chở hàng thì còn cá không cành, chịu rồi. Em đăng lên đây cho các bác xem đấy. Em lấn sang đây thì cũng không được đâu, nhưng mà cái bác kia đỗ thế thì em đi nào được, chịu rồi. Tuyệt vời. Vâng, chúng ta cùng đến với một tình huống tiếp theo. Một chiếc xe đầu kéo. Nhưng đường này cũng nhỏ này, đường này mới làm hay sao nhá. Vâng, gì này, giảm tốc độ đi kìa. Ôi giời, cẩn thận thôi anh trai. Ôi trời, cái gì rất cái đầu. Em đã nhìn thấy nó từ xa, các bác nhìn này này. Em nhìn thấy nó từ đây rồi, tít còi rồi. Mà thế nào, có tai như điếc. Được ù mà không hay. Có mắt như mù, có tai như điếc. Được ù mà không hay. Vâng, chúng ta cùng đến với một tình huống. Ôi giời, gì này. Ôi giời, thế nào nhỉ. Thế nào, khó ra thế. Ôi giời, thế nào nhỉ. Cái hôm ông thầy dạy lái xe bảo cái gì mà 3 giây thì đỏ, 3 bỏ thì đi. Cái gì nhỉ mà ông bảo không được thì phải xuống xem xung quanh. Xuống xem xung quanh, lưu địa hình trong não rồi. Thế xong thì thế nào, ông bà tiến bám lưng lùi bám bụng thế nào ấy nhỉ. Xoay 3 vòng trái rồi trả lái thẳng. 1 vòng rưỡi cái gì nhỉ. Quên đi học chán nhớ gì. Xuống xem lại xem nào. Đầu không chạm anh được. Rồi cái gì nhỉ. Trả lái 3 vòng bên trái rồi. Rồi cua phải. Lùi một tí. Rồi nhớ rồi. Đầu chị em lái xe bỡn. Ôi giời, cái gì đây, thằng này đi kiểu gì này.
Ôi trời, mày đi đúng thế à? Ôi trời, anh bớt nóng anh. Không, tao không gặp cái trường hợp này, tao tức lắm. Thôi, nhưng mà thôi bỏ đi anh, mình đi tìm việc mình thôi. Không được, tao phải xuống tao xử lý cái thằng này. Ôi từ, anh ơi đừng nóng. Tao phải xuống, thôi anh, thôi, đừng. Anh ơi, quay lại. Thôi chết rồi. Các bác hãy like video để cứu lấy tính mạng của ông xe con đi. Ông anh em nóng tính quá. Thân một tình huống mà cái ông xe con này không biết ông nghĩ là gì đấy. Ông phì một phát, ông phì từ bên này sang bên kia. Ông sóc lọ luôn. Tôi chịu ông rồi. Ông anh tôi hơi nóng tính. Vâng, tuyệt vời. Nói chung là chúng ta đi đường thì thôi, nhường nhịn nhau một tí, tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Tuy nhiên là vẫn có những cái thằng mà trí tuệ nó không được phát triển, nó làm ảnh hưởng đến những người. Ui giời ơi, đường phố nào này, bé tí này đi đứng đi lại nào giờ. Ui, tắc đường thế nhỉ. Ui, anh ơi này, làm nào giờ, đường tắc quá, để này không xem đi được đâu. Thì anh hộ em cái. Đấy, thì em xuống đi để anh thể hiện cho vợ mấy con bị riêng đến tay anh. Vâng, thì anh phải xử lý hộ em nhé. Rồi, nào thế thì dẹp ra để anh thể hiện nào. Vâng, em cứt ra từ đấy, chồng thể hiện đi. Rồi, để xem anh chồng thể hiện nào. Rồi đấy, em đánh lái hết như thế này có cái gì đâu mà đấy, lấy hết lái sang bên này, trả lái thẳng một xíu rồi vòng sang bên kia. Ui giời, em nghe thấy cái gì loạn một cái. Ui giời ơi, chết xe rồi, mày về hôm nay mày chết với bà. Vâng, chào mừng các bạn đã đến với series những tài lái ngáo nhất hành tinh, phần 32 với phần bình luận của Ui Thì Xe. Video thì mang tính chất giáo dục để mọi người tham gia giao thông một cách an toàn hơn. Và có đến 95,9% các bạn xem kênh này chưa có đăng ký thì các bạn hãy đăng ký đi nhá. Đăng ký tính một cái là có video mới xem luôn. Và có đến 79% các bạn xem là nam thì bây giờ mình giới thiệu cho các chị em phụ nữ đi chứ. Giờ này tôi thấy chị em phụ nữ nó xe nháo lắm. Ui giời gì này. Ui chú đi nào này. Ui giời ơi, xem lại. Vâng, chú tổ lái còn hơn cái mấy đứa chảo trôi chứ. Trời ơi, đi này hỏng hết bánh kẹo chứ này. Thôi để lên để hỏi bảo chú chút kinh nghiệm nha. Chú đi này chết chả đi này. Chú ơi, đi chậm này, cháu bảo này. Chú ơi chú ơi, là sao chú sang đường chú nhìn vào cháu mới đi như thế, cháu nói thật chú bắt một phát như thế, chú cần cháu nói thật chứ chú trong bánh tấy lốp kìa. Chú đi chú để ý tí. Đấy, chú rút kinh nghiệm đi nhá, sau đi đứng cẩn thận vào chứ không oan gia mấy cháu. Rất đỏ lắm, ối trời này, được hai cái em này nữa này. Vâng, tuyệt vời. Các bác ra đường chú ý nhé. Ê cô, bật cho anh cái bài nhạc gì nghe nó hay vào xem nào, buồn quá. Đấy, để em bật cho anh. Kình kịch. Hay, úi giời, nhạc hay thế nhỉ. Úi giời, cái gì này, úi trời, cẩn thận kìa, úi trời. Úi giời, cái bác này. Úi giời, cái ông xe tải này. À, cái ông xe khách chứ, không phải xe tải. Ông đi đứng này bây giờ không nghe. Ông vượt ảo thì ông luồn lách ông. Thế này thì tôi chịu ông rồi. Các bác lái xe này thì chú ý nha, chứ em thấy mấy bác xe đi xe chỗ này hết hơi. Đi cứ cố đi nhoi lên vượt ẩu làm cái gì chứ. Chịu rồi, tình huống tiếp theo đi. Tại cái thằng kia nó bật cái nhạc rồi, hơi quá. Nào đi đường cứ bật cái nhạc đấy làm cái gì chứ. Rồi tình huống gì đây, úi giời, xe đen này. Vâng, tuyệt vời. Thế là lên vỉa hè rồi. Vâng, một chiếc xe đen ông lấn sang làn bên này. Không biết là ông định vượt hay ông thế nào mà ông lấn sang làn bên này đây. Và cái kết là quay ngang xe ra rồi. Vâng, bánh đã lên trên phía bồn hoa rồi. Vâng, tuyệt vời. Một cái kết xứng đáng này. Đi không biết là buồn ngủ hay thế nào đây mà ông điều khiển xe thế này. Nghĩ chúng ta chuyển làn các thứ gì thì chúng ta phải quan sát nó thật kỹ vào. Đủ điều kiện chuyển làn thì chúng ta mới chuyển. Đây ông đi, ông này cứ dúi người ta đi chả chú ý gì. Rồi tình huống gì đây. Vâng, đây là Hà Nội đây.
đường láng Hà Nội đấy. Ui giời, thế này. Ui giời, thế này trồn to rồi. Elantra này, Fadin này. Cái con xe đầu tiên là con gì đây? Vâng, ba chiếc xe này chắc về nghỉ lễ đây. Chắc là Hyundai Accent hay gì ấy. Thế là ba xe này trồn to. Một bài học về giữ khoảng cách an toàn. Các bác nên kiểm soát tốc độ và khoảng cách giữa các xe. Tránh những trường hợp trồn to như này là khó giải quyết lắm. Rất đau lắm. Vâng, một tình huống buổi đêm. Một buổi đêm trong đô thị để chúng ta xem chuyện gì xảy ra nào. Vâng, trước mặt chúng ta là một con xe bán tải. Vâng, anh dễ rồi. Tuyệt vời. Nhưng mà nói chung là tôi thấy những cái tình huống này cũng bình thường thôi. Chưa có gì. Tuy là nó hơi nóng mắt một tí, nhưng mà những cái trường hợp này bình thường. Ông này thì cũng có xinh nhan, nhưng mà sao ông không đi sang cái làn bên trái này, rồi ông rẽ trái thuận tiện hơn nhỉ? Ông đi cái này, ví dụ như gặp tôi đi chậm, như gặp những cái ông nào ông phi nhanh thì lúc đấy này chả biết nào mà làm nhỉ. Vâng, tuyệt vời. Thôi, tối rồi về ông vợ nó chửi. Vâng, tuyệt vời. Chúng ta cùng lưu thông trên một đoạn đường cũng buổi đêm đấy. Úi chơi, cẩn thận ghê, úi chơi. Ui giời ơi. Đấy, tôi vừa nói xong nha. Mấy cái ông đi kiểu này đây, tức là ông ấy ở cái đàn này và ông ấy chạy sang trái. Nhưng mà tối em không làm chủ được tốc độ thì lại hôn trùng trượt rồi. Vâng, các bác nếu mà có ý định đi đường chuyển làn hay rẽ hướng đổi hướng gì thì phải chú ý quan sát nha. Phải định hình trước đi, định hình quãng đường đi trước đi, chứ không thì gặp mấy bố chảo chảo đi nhanh thì cũng hết hơi đấy. Ui giời ơi bạn ơi, tôi thấy hình như mình say rồi sao ấy, cứ thấy nó nghiêng nghiêng. Chứ bạn đã uống chén nào đâu mà nghiêng, bạn nào mới tôi chén mới đi. Không, tôi thấy nghiêng lắm rồi. thấy tiền đình lắm rồi. Nhưng nhưng tôi thấy cái nghiêng sang bên phải ấy. Hay nhà bạn đang nghiêng ấy. Vâng, mà tình huống mà không biết cái xe này chở anh em vẫn đi được tôi chịu rồi. Đó mà ụp xuống bên phải chỉ một cái thì chịu thương luôn đấy chứ. Đấy, đấy đấy, vào cua rồi đây này. Tuyệt vời. Vâng, các chị thế nào mà các chị vẫn nhìn thấy thế mà vẫn đi men men được vào thì tôi cũng chịu luôn. Rồi tình huống tiếp theo đi. Vâng, một chiếc xe bán tải đi vào đường vào làn của xe máy đây. Tuyệt vời. Người giàu thì luôn có lối đi riêng, những cái thằng ngu cũng có lối đi riêng. Vâng, để anh xem anh phản ứng kiểu gì nào. Vâng, phía trước mặt kia là có chốt rồi. Vâng, anh định làm gì đây? Tuyệt vời. Vâng, anh đã quyết định là thông chốt. Vâng, vâng, tuyệt vời. Nhưng mà mày không thoát được đâu con trai. Vào đây, vâng, tuyệt vời. Đây là cái kết tôi muốn. Vâng, xứng đáng. Rồi, tình huống tiếp theo. Vâng, chuyện gì đây? Vâng, anh taxi xe điện này làm gì đây? Ui giời. Vâng, chắc là anh ấy đang chạy công an này. Phía trước kia có một chốt công an ấy. Anh chạy thế nào xong ông anh cứ nắt la nắt léo này. Mà tôi không hiểu sao các bạn đi xe máy thì không chặn này để ông ấy đi nông nhanh thế chứ nè. Tôi thấy mấy anh lái taxi điện giờ này ngáo lắm này. Không biết là lái mới hay nào đây. Xe thì xịn mà lái thì đó là ngáo. Vâng, chúng ta cùng đến với một tình huống giao thông. Úi giời. Úi giời. Một xe khách Hải Phòng Hà Nội. Vâng, tuyệt vời. Hải Phòng là không có lòng bồng. Lòng bồng là anh hoa cải ngay. Hoa cà hoa cải ngay. Vâng, này được anh pro xe máy đỏ này nữa. Tuyệt vời. Vâng, không hiểu sao này có thể đi ngực chèo được ở đây. Tôi cũng chịu. Vâng, xanh đỏ một bộ đôi tuyệt vời. Ô hô luôn. Chịu rồi. Tôi nhỏ lúc này đi đường gặp những cái tình huống mà đây. Đây được chị này nữa đây này. Tuyệt vời. Chán năm các bạn ạ. Dạo này tham gia giao thông nhiều, tôi mới phát hiện ra là không biết là lái xe có phải là người bình thường không các bạn, hay là người ngoài hành tinh hay là thế nào ấy. Chứ tôi thấy bởi vì những người bình thường không bao giờ người ta lái xe như thế cả. Thật thề luôn nhỉ. Chứ bao giờ tôi thấy người bình thường không ai người ta này đi lái những cái pha như thế cả. Hay là có một cái thế lực nào đấy chứ.
Nói chung là khó hiểu. Ui giời, gì này? Ui giời, ui con gì này, xe này? Ui giời, ui ui giời, ui giời, ui sợ thế. Ui ui giời ơi, ui giao thông nghề tôi chưa hiểu được đi. Vâng, tuyệt vời. Cái con gì lái xe các bạn ạ? 29D. Nghe mình lạ, tham gia giao thông thì không biết là có cái chế tài nào không nhỉ. Hết cả hồn. Nhưng nói chung là các bạn xem, ừ thì xe thì các bạn có thể thấy đấy, chuyện gì nó cũng có thể xảy ra được. Vâng, chúng ta cùng đến với một tình huống tiếp theo. Úi trời, gì này? Úi trời, gai cấn quá. Vâng, một chiếc xe con và một chiếc xe ben làm gì đấy? Vâng, xe ben đã chèn xe con rồi. Úi trời ơi, chắc là lại hoành hoại nhau cái gì đây. Thôi các bác ơi, gà cùng một mẹ thì chớ hoài đá nhau. Vâng, xe con quyết định là rẽ phải, chuyển làn sang phải, nhưng mà xe ben nó không cho lên, thì lại phải chuyển sang trái rồi. Đấy, chuyển theo hướng đi mũi tên này này. Đấy, úi giời, nhưng mà xe ben nó không cho, chết chứ nè. Thôi hai bác cứ kèm cựa nhau thế này thì có mà đến tối. Vâng, được rồi, được cơ quan chức năng đâu ra giải tỏa bọn này đi. Đi này nguy hiểm quá, ảnh hưởng đến người phía sau đấy. Tôi còn chưa dám nhoi lên đây này, để cho hai ông thần này xem ông làm gì đi. Vâng, tuyệt vời. Nào đã vui cái gì này? Ui giời, gì này? Vâng, anh đi lùi. Nhìn cái món này sao giống BMW thế nhỉ? Vâng, nhưng mà chú ý chiếc xe màu trắng này nhá, ông đi lùi. Cả xã hội tiến lên mà ông đi lùi. Chắc là ông ấy đi quá cái chỗ rẽ, chỗ ngõ ra của đường, cái đường này là đường Vành Đai đây này. Vâng, tuyệt vời, không biết ở đây có cam chích va không, cho ông lên phần uống nước chè đi chứ nè. Vâng, một tình huống cực kỳ là nguy hiểm như dân ra giao thông. Ui giời, gì này? Vâng, anh ấy quay đầu trên cầu luôn. Quay đầu để chứng tỏ mình ngầu, làm cho các xe phía sau sầu cả đời. Tuyệt vời. Ui giời, một cái văn hóa lái xe mà rất hết đảo. Rồi, chúng ta cùng đến với một tình huống tiếp theo. Một tình huống dừng đèn đỏ. Vừa trôi xe rồi kìa. CRV Honda kìa. Ui giời, thôi thẳng mất trời. Ui xe này bao giờ không nè. Thôi đâu, xem chủ xe phát hiện ra chưa. Chắc là chưa. À đây, ra rồi. Tuyệt vời đấy. Gì ấy? Ui giời ơi, cái bạn nữ này bảo mình tống đít xe bạn ấy. Xe mình có cam nhờ bạn ơi. Thằng đấy, chị em phụ nữ lái xe đấy. Mấy em xe mình có cam chứ không, chả biết giải thích thế nào. Chửi cho chứ. Các bác cánh mày dâu xem nào, share video của em cho các chị em phụ nữ xem để rút kinh nghiệm nhé. Chứ không thế này thì hỏng hết cả. May là xem có cam như không thì không biết nói nào, không biết giải thích nhỉ. Mới oan ở ngày phải chịu nhận thôi. Vâng, chúng ta cùng đến với một tình huống giao thông. Chuyện gì sẽ xảy ra đây? À, phía bên trái của chúng ta có một bà cụ đang chuẩn bị sang đường. Cụ thì cũng đã rất là cao tuổi rồi, và với cái việc sang đường này thì là một việc rất là khó khăn. Cho nên là tôi đã quyết định giúp bà cụ. Tôi phải dúi lên một tí để cho nó cho nó an toàn hơn. Đấy, phải đi lên một tí đấy. Cụ ứng nhìn này nha. Để con. Cụ cứ để con. Đấy, xuống dắt cụ sang đường đấy. Giao thông văn minh nó phải thế. Các bác xem người thị xe khi mà gặp tình huống như thế này thì đấy, cái như em đây này, đấy, chúng ta chậm lại một tí nhưng mà nó rất là nhân văn. Đấy nào, tất cả hãy dừng lại một tí nha. Đấy, để anh đưa bà cụ sang đường đã. Đấy, xong rồi anh cho xe đi đấy, đừng giản cái gì đâu mà. Đấy, các bạn thấy nhân văn không? Đấy, những cái hình ảnh này thì phải được lan truyền đi cho các em, cháu, các cô, chú, các bác gì nhìn thấy. Tham gia giao thông ra đường trông nó văn minh lịch sự chứ nè. Vâng, một tình huống hết sức là dễ thương. Chúng ta cùng đến với tình huống tiếp theo đi. Gì này? Ui giời ơi, xe này đi kiểu gì này?
Ui giời, lấn làn rồi. Ui giời. Ui, trời ơi, cụ làm gì này cụ ơi. Ui giời ơi kìa chồng kìa. Chả hiểu đi đứng kiểu gì. Một cái tình huống mà chả hiểu đi đứng kiểu gì. Xem lại. Vâng, định chuyển làn đấy. Chuyển làn nhưng mà đã đủ điều kiện đâu mà chuyển làn đấy. Cái rè bánh sang để bắt người ta phải đi chậm lại chứ này. Chịu rồi. Nhưng mà đã đủ điều kiện đâu. Giỏi tuyệt vời. Ông cứ nhấp nhứ thì chịu ông rồi. Vâng, các bác lái xe đầu kéo chú ý nhé. Chúng ta chỉ chuyển làn khi mà được phép thôi. Dạo này nào, thời gian trôi nhanh quá. Sáng ra đã thấy vàng khe, thì ra trời đã chuyển hè sang thu. Mùa thu thì kệ mùa thu, em đây gái vẫn cứ bu vào. Úi dạy, cái bác này. Bác không phải con gái mà nó bác bu với em. Em giờ thích cả mình ấy chứ này. Đáng đi trên cầu tự nhiên này. Có cái bác nào bác, úi giời ơi. Đây chịu rồi. Đây là đường vành đai đây, sao xe máy này phi lên đây này. Ui giời, dứt hết đầu chứ. Vâng, chào mừng các bạn đã đến với series những tai nạn áo nhất hành tinh phần 33 với phần bình luận của Ưu Thị Xe. Các bạn hãy like và đăng ký kênh để tham gia cộng đồng Ưu Thị Xe và xem được những cái video nó hay ho nhé. Video thì mang tính chất giáo dục để mọi người tham gia giao thông an toàn hơn. Rồi, chúng ta cùng đến với tình huống tiếp theo. Gì này, 50F này làm gì đây? Sao này dài dài này nhỉ? Bằng xin ngăn rồi, không hiểu là chuyện gì đây. Bằng ngành mở cửa rồi. Ôi trời, chứ hộ cái. Ôi trời, xe trôi mất rồi. Chứ hộ cái. Vâng, một anh chàng không biết là như nào đây. Không biết là học bằng ở đâu hay là như nào đây mà này, sao này để xe nó trôi này nhỉ. Các bác nào biết thì phải vào giải thích với em gái. Sao đang đi trên cầu đi. Phanh thủ công thế này nhỉ. Thế này thì bác không giữ được xe này thì bác cho xe nó tấp vào đây thôi. Đấy, cho cái mũi tên ấy dí nó vào, dí. Xin lỗi đã cười các bác nhé, nhưng mà em chưa thể hiểu được cái tình huống này. Vâng, có một anh Grab rồi. Anh Grab lao sang đấy. Đúng rồi, hỗ trợ người ta đi kìa. Vâng. Và cuối cùng chiếc xe đã dừng lại rồi. Rồi chúng ta cùng đến với một tình huống ở Hà Nội. Hà Nội giờ sao khác trước thế nhỉ? Cây cối trăm năm đè ra cưa. Cây xấu cây me rồi cây xưa. Còn đâu mà che mưa che nắng. Mà Hà Nội có cái câu gì mà Hà Nội không vội được đâu là thế nào đó các bác nhỉ? Sao này Hà Nội này không vội nhỉ? Hà Nội là phải vội chứ này. Rồi chúng ta xem tình huống gì xảy ra. Vâng, anh chàng bên... bên làn bên tay phải này đi nhanh quá. Hà Nội không vội được mà anh đi nhanh thế. Ôi trời, nhưng mà cái gì này. Ôi giời, thôi anh bị tóm mất rồi. Vâng, tuyệt vời. Ôi nhưng mà sao lại bị tóm ở đây nhỉ. Anh bị lỗi gì nhỉ. Vậy là anh đã bị các cơ quan chức năng vẫy vào rồi. Không biết là sao đây. À, chắc là ở giữa này có cái vạch liền này. Để vạch đây này. Rồi là hình như là đây có cái làn đường dành cho xe máy đây này. Để ô tô này, ba làn ô tô này. Một làn, hai làn xe máy, xe thô sơ này. Đấy, chắc là đi vào đấy rồi. Đúng là Hà Nội không vội được đâu. Không được vội nha các bác nha. Đi Hà Nội là không có được vội. Rồi đi ra Hải Phòng là mình cũng không được có lòng vòng. Lòng vòng là ăn hoa cà hoa cải ngay. Em thấy thằng bạn em ở Hà Nội ở Hải Phòng bảo thế chứ em chả biết. Nó bảo cho ăn hoa cà hoa cải là cái gì em không biết. Các bác có thể tìm hiểu nhé. Các bác dạo này đi làm kinh tế nó có ổn không chứ. Cập nhật tình hình cho em gái. Em thấy dạo này kinh tế nó kém quá đi tê. Vợ em nó cứ cào nhào dứt hết cả đầu. Ngày xưa còn tiền thì vợ rất là yêu thương. Hết tiền thì vợ lít, vợ lườm, vợ la. Hết còn tiền thì vợ hát vợ ca. Hết tiền vợ hét vợ la suốt ngày. Còn tiền thì vợ nói rất hay. Hết tiền vợ nói là mấy cày còn thua chứ. Vâng, nói chung là rất đỏ lắm các bạn. Chúng ta cùng xem tình huống gì nào. Úi trời, cái gì này. Vâng, anh một anh xe container màu xanh. Úi trời, anh đi kinh quá. Úi trời ơi, thế nào. Úi trời.
Anh ấy tét má cái em bên kia rồi. Vâng, tôi không hiểu nào, vượt bên phải rồi này, chán làm. Đây này, các bác nhìn cái bóng của xe tôi đây này, đấy. Sát như thế mà vẫn còn quẹt sang thì chịu rồi. Mà bác tài, bác container này, thay đổi phong cách đi nha. Em hơi dứt đầu với bác rồi đấy. Hí hí hí. Rồi, hôm nay em cầm cái sổ sinh tử này đi, em xem có thằng nào đi bố láo mà lấy em gạch tên cho nó phát như này. Dạo này âm phủ hơi thiếu KPI rồi. Úi gì này, úi trời, úi trời, úi dài em đi đứng thế à. Nhưng mà thôi, lần này tha nhá. Tuổi đây con trẻ nhiều hài máu chứ, gạch cái thì hết hơi. Đấy, mấy ông như có tí vitamin gái mà yêu đương nhăn nhăn nhít nhít à. Đi cứ hết nên chả nhìn ai. Thôi, lần sau đi đứng cho nó cẩn thận vào. Nhìn cái đôi vừa nãy em nhớ cái thời oanh liệt của mình chứ. Ngày xưa em đi tán gái đi, thấy có cái cô xinh quá. Em mới bảo là cô kia má đỏ hồng hồng, dần chân anh hỏi có chồng hay chưa. Nó vinh mặt nên nó bảo là có chồng năm ngoái năm xưa đi, chẳng may chồng bỏ anh chưa có chồng. Bây giờ tình huống gì này? Ui giời. Thế này va chạm rồi. Tình huống đơn giản đấy, muốn va chạm gì đâu. Chúng ta cùng xem lại nào. Vâng, xe đen, xe ben này đi bố áo quá. Xe sinh nhan phải này chuyển làn sang trái, xong lại còn rẽ phải. Vâng, tuyệt vời. Nhớ đồng xe ben rồi. Tao chưa hiểu sao cái ông xe ben này có bằng lái ô tô ý. Chịu rồi. Tuyệt vời. Rồi xuống mà giải quyết để thỏa đáng cho người ta đi. Chứ ông đi thế này thì nói chung là nhiều tiền lắm. Đi này thì nhiều tiền lắm. Tiền đình. Thì đi thế này thì chỉ có tiền đình chứ tiền gì. Làm gì có tiền gì. Tiền đình với tiền liệt tuyến này. Thôi, để cho người ta đi rồi hôm nào tôi đi đưa đi cất tiền duyên. Chứ cái ông xe ben này ông đi đứng thế thì tôi chịu ông rồi. Ban đầu là ông sinh nhan bên phải đấy. Ông sinh nhan bên phải thì ông phải tấp vào lề hay thế nào chứ đây. Ông sinh nhan phải ông này dễ sang làn bên trái. Tuyệt vời, xong rồi ông tạt đầu cái con xe con đỏ kia. Tuyệt vời. Úi giời ơi. Thế là va chạm vào cái phần đầu xe rồi. Thôi đèn cho người ta đi. Rồi. Úi giời ơi, cái gì này. Úi ngon rồi, ngon rồi. Ý, ba ông cháu này ngủ kỹ thế. Gió dễ ở đâu, thời buổi kinh tế khó khăn này, gió dễ. Mình mang mấy con xe này ra chợ dài mình luộc ngay chứ. Lại kiếm được mấy đồng rồi. Úi, ngon. Ba ông cháu này ngủ phê thế. Nó vào trộm, nó vào, nó dắt xe ra chả biết gì. Thế chịu rồi. Chắc đang ngủ trưa đây nào này. Ui giời anh ơi, dậy đi, có thằng nó dắt xe đi rồi. Em nhìn thấy nhưng mà em cứ để yên xem nó làm gì. Ui thế á. Anh cũng nhìn thấy nhưng mà không thấy em bảo gì. Anh cũng để yên xem nó làm gì. Ui thế à. Ui chết chết. Thôi chết rồi, bất thế rồi. Chạy chạy đuổi theo ngay. Vâng, tuyệt vời. Một tình huống ngủ trưa nhưng mà bị đạo trích nên mà thó mấy cái xe. Các bác ngủ trưa cái thứ chú ý nha. Thời buổi kinh tế khó khăn này, thắng cù mặt thì ghê lắm. Rồi, chúng ta cùng đến với tình huống tiếp theo đi. Trước mặt chúng ta là một con xe tải. Mấy ông xe tải này để đi là bác nháo lắm đây này. Để xem tình huống gì nào. Vâng, tuyệt vời. Một pha, úi dài ơi. Một pha vút mà xe, con xe trắng, xe gì thì xếch 5 cái gì đây này. Có phải xếch 5 nhỉ? Chả nhìn rõ gì nhưng mà một pha vút má rất là mượt. Bác CX5 này. Úi. Vâng, bác ấy tăng tốc đuổi theo rồi. Đuổi theo thì cũng xin lỗi thôi chứ làm gì đâu. Vâng, bác ấy phi lên rồi. Vâng, có thể là bác ấy chặn xe lại. Nói chung là sự việc nó chả có gì. Nhưng mà nhìn cái pha vút má đấy tôi nhớ ngày xưa ấy, cứ dạo mơ này nào cứ hoài niệm ấy. Ngày xưa đi tán gái đi, cứ có cái bài thơ trêu mấy em. Mẹ em môi đỏ má hồng, chẳng hay em đã có chồng hay chưa. Anh hỏi thì em xin thưa, chồng thì chưa có nhưng con bốn rồi. Tuyệt vời, hết cả hồn. Vấn đề này còn bé son thì các bạn ạ. Con bé son tưởng rằng nó vẫn còn ngon đi chơi hay vậy thì phát hiện là em nó có con mất rồi.
Vâng, chúng ta cùng đến với tình huống tiếp theo đi. Úi giời, gì này? Vâng. Úi giời ơi, úi xe khách màu xanh, úi giời, tuyệt vời. Như cái pha chạy làn đi vào lòng đất. Đây gọi là ông vua chạy làn rồi ông hoàng tốc độ đấy chứ. Nãy ông chạy làn một là ông đi sau lít cái con container này. Nhưng mà không, ông chọn phương án hai này, ông chuyển, đã chuyển thì chuyển một mạch luôn cho nó bỏ. Ông chuyển hai làn luôn, tuyệt vời. Khiến cho cái anh xe khách này hết hồn đi. Tuyệt vời luôn. Sao này có những cái tay lái nó coi thường tính mạng như xe khách này, hình như trên chả con người mà. Tại sao này cứ coi thường pháp luật này. Nó ngồi sổm trên luật giao thông như này thế nào nhỉ. Chịu rồi, nói chung là tham gia giao thông lâu tôi mới phát hiện ra là thôi chúng ta đi thì chúng ta tự né thôi chứ chả ai né hộ mình đâu. Rồi tình huống gì đấy? Một chiếc xe đầu kéo này màu xanh đẹp đẹp thế nhỉ, nón chuối. Úi gì nón chuối gặp lá cây rồi. Vâng, pha drip. Tuyệt vời. Một pha sang đường khiến cho anh lá cây phải drip một cú. Cũng đẹp mắt đấy. Nhưng mà hơi cháy lốp rồi. Một cái khoảng cách mà cũng khá là gần nên các bạn có thể nhìn thấy này. Vâng, anh văng cái đít ra hơi thừa lái một tí. Và một siêu phẩm đã tạo ra. Thì tình huống giao thông nó nhức đầu. Nhưng mà được cái để chúng ta xem nó đã mắt. Mà giờ này đang có dịch đau mắt đỏ đấy các bác. Cộng đồng người thì xe bác nào bị chưa? Cẩn thận nhé. Úi giời, cái gì đấy? Tôi cũng thấy bắt đầu đau mắt đỏ rồi đây này. Ông chở vật liệu này, ông này té hết tét tre tre ra đường này. Úi giời. Này, cơ quan lượng chức năng đâu, xử lý ngay cái tình trạng này đi. Rồi chúng ta đến tình huống tiếp theo đi. Vâng, lại một xe chở rác. Úi trời, rác giết ni lông túi nhựa gì bay phần phật. Bay phần phật thế này, đẹp quá. Nhìn rác thì thơ mộng thế nhỉ. Vâng, hy vọng là các bác nào mà chuyên chở những cái xe tải này chẳng neo đậy biết cho nó cẩn thận vào chứ. Bác chở rác này, bác lại xả rác ra đường này thì bằng hòa với nhau ấy chứ. Mà đó là một chuyện chứ, các bác lao công đi thu dọn thì cũng là hết hơi. Vâng, chúng ta cùng đến với một buổi đêm. Úi trời, úi trời, một anh kiểm tra cửa cho chủ nhà xem ô tô đã đóng chưa. Úi trời, ảnh tốt quá chứ này. Người tốt thì luôn ở xung quanh chúng ta. Đáng của mệt thì sợ lắm. Vâng, trước mặt chúng ta là một chiếc limousine màu đen. Úi giời, lại còn SM. Sao này tôi thấy mấy anh SM lái ngáo lắm đây này. Khả năng là chính sách của bên cái hãng xe này dễ cho nên là mấy cái tay lái mới này. Đấy, nó nhằn vào giữa rồi. Vâng, vậy là như là va chạm rồi hay sao đây này. Vâng, vậy là quan tài di động limousine màu đen đã đối đầu với này xe điện SM. Vâng, smart. Tuyệt vời. Ông đi một mình, ông chơi hai làn luôn. Ông điền cỗ một mình, ông ngồi hai mâm. Tuyệt vời. Tôi chưa thể hiểu được cái tính. Vâng, ông nhăn lên. Anh chịu rồi. Tuyệt vời rồi. Ông đi, ông không có trình tự đường lối hàng lan này. Những cái vạch kẻ đường này vô dụng hết đấy. Thấy không? Như coi những cái đường ra gì đâu mà. Tuyệt vời. Này phải gửi cho cơ quan chức năng này chứ. Vâng, chúng ta cùng đến với một tình huống trên cầu. Trên cầu này nè, có nhiều người ngầu lắm này nè. Người giàu, người nắm tiền, tiền đình. Vâng, để xem chuyện gì xảy ra nào. Ở đây thì xe đi chậm này có chuyện gì xảy ra được nhỉ. Úi giời, úi giời, cái gì này, xem lại xem nào. Vâng, úi giời, anh đẹp trai quá. Một anh mặc áo xanh, đầu không khăn đít, không khố. Vâng, không biết anh đi lên từ đâu nhỉ, một mình anh một đường. Ông ấy, sao mà nhiều người nó cứ thích đi ngược lại với xã hội thế này thế nào nhỉ. Xã hội thì người ta luôn tiến bộ lên mà thế nào anh ấy cứ đi ngược dòng lịch sử ấy, tí chịu rồi. Vâng, chúng ta cũng đến với một buổi đêm, đây chắc là Hà Nội rồi. Rồi, Hà Nội không vội được đâu, mà Hà Nội đẹp nhất về đêm. Là lúc băng qua mọi nẻo phố cổ ta thường đến.
Vâng, để xem chuyện gì xảy ra nào. Chúng ta đang dừng đèn đỏ. Úi giời. Vâng, bên phải chúng ta là một con xe gì đây? Hyundai Grand i10. Ông ấy xinh ngàn thì cũng được đấy, nhưng mà ông ấy tạt đầu em thế thì tuyệt vời rồi. Sao lại có những cái bác như thế? Bác muốn rẽ thì bác phải đi sang cái làn bên trái kia, xong thì bác lựa này bác rẽ chứ. Chả biết đúng vật hay không, nhưng mà bác thì đi nguy hiểm lắm. Nào đây định... Ôi thôi, chết rồi, bác mở cửa ra rồi. Hỏng rồi, các bác lái để cứu lại cái tính mạng của em nhá. Mấy cái anh mở cửa ra em sợ lắm.